42 ngày này. 4 cân 0,25 này. Thế là bán xô được 3 cân 3 bao nhiêu con á? 30 con được. Còn 42 ngày. Nó nặng rồi. Mày bắt con khác rồi nè. Mày bắt con khác. Đi kìa. Để dây đây. Không được, tao bỏ đâu. Địt mẹ 42 ngày rồi. 4 cân. Đi kìa. Giống này có phải chắc ly không? Hả? Giống gì? Mao đại à?